Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và đội công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực ABA. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã đến dự và phát biểu động viên các chiến sĩ. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 thay thế bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 làm nhiệm vụ tại Nam Sudan có 63 đồng chí. Đội công binh số 2 thay thế đội công binh số 1 tại khu vực ABA có 184 đồng chí. Cùng với việc được trang bị đầy đủ các phương tiện, vật tư phục vụ nhiệm vụ, 100% cán bộ, nhân viên của đơn vị đều có quyết tâm cao, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tôi có sức trẻ, có nhiệt huyết. Ở trong bản thân mình đã được tập huấn trong khoảng thời gian là hơn một năm. Mình đang tràn đầy năng lượng và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ cao. Không chỉ có nhiệt huyết của tuổi trẻ, hành trang các chiến sĩ mang theo còn là niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào của gia đình. Là hy vọng sau một lần trải nghiệm cũng như đi thực hiện cái nhiệm vụ, về cháu đã trưởng thành hơn và sẽ trở thành một con người vững chãi hơn. Đây là lần đầu tiên mình đi xa nhà. Thì hiện tại đang có mẹ từ quê vào nên là tạm thời đang rất là xúc động và biết ơn ba mẹ. Con trai cả niềm tự hào nhất của cô, biết là con giữ gìn sức khỏe, nên là anh em đoàn kết. Và cũng có những phút lặng lẽ khi niềm riêng được gác lại, bởi khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau. Chúng tôi thì cũng mới kết hôn vào cuối năm ngoái. Cảm xúc lúc này thì tôi cảm thấy là rất là xúc động và bồi hồi. Một phần thì cũng cảm thấy buồn nhưng mà tự hào thì nhiều hơn vì chồng có thể thực hiện nhiệm vụ cao cả cho Tổ quốc. Tôi chắc chắn sẽ phải là hậu phương vững chắc cho chồng để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ, bình an trở về ạ. Bản thân tôi là bộ đội Việt Nam, là một quân nhân thì nhiệm vụ nào Tổ quốc giao cũng phải hoàn thành, phải nhận và hoàn thành tốt. Trao quyết định tặng cờ Tổ quốc cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại lễ xuất quân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam thời gian qua, đồng thời tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn phái bộ thay thế sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình đi trước, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Hành trang mang theo của các đồng chí là niềm tự hào dân tộc, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp cùng những phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Cùng với sự đồng hành của Liên Hiệp Quốc và các quốc gia bạn bè, sự ủng hộ của các đối tác quốc tế, các đồng chí sẽ đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, khẳng định một Việt Nam có trách nhiệm, nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và có ý thức về nghĩa vụ cao cả, khát vọng mọi người dân trên toàn thế giới được sống trong hòa bình, ổn định, an toàn và thịnh vượng. Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm, vạn dặm bình an, ra quân thắng lợi, xứng đáng là những đại sứ của hòa bình và của tình hữu nghị. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Liên Hợp Quốc, đối tác quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng triển khai thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại các phái bộ. Kính thưa quý vị, trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, hơn ai hết Việt Nam hiểu rõ nhất giá trị của hòa bình. Sự hiện diện của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan và EBA đã chứng minh rằng dù còn hạn chế về nguồn lực, nhưng Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn, thiết thực hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chúng ta,